Thưa quý khán giả, nếu như không tận mắt chứng kiến, sẽ không hình dung hết sự huyền bí và quy mô của giàn Gừa. Qua nhiều thế hệ, họ tộc Nguyễn vẫn chăm sóc, gìn giữ để giàn Gừa luôn xanh lá vươn xa. Trong một sông nước ban mai hôm nay, mời quý vị cùng đến thăm khu di tích giàn Gừa ở ấp Nhân Khánh, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm 2013, giàn Gừa trở thành cây di sản đầu tiên ở Cần Thơ. Tính đến thời điểm hiện nay, giàn Gừa đã hơn 165 tuổi. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, giàn Gừa là nơi che chở cách mạng trong những năm kháng chiến và trở thành một trong những di tích lịch sử đáng tự hào của nhân dân Cần Thơ. Tức là từ hồi năm 60 tới năm 68 thì chú Bảy Dũng là anh hùng quân đội đó. Vì xây dựng cơ sở xung quanh đây, triển khai các chủ trương đường lối, chiến lược, sách lược của đảng ta. Từ đó thì xây dựng lực lượng lớn lên. Từ năm 68 từng giờ của đây mấy chú lãnh đạo chỉ đạo cho cái đoàn quân lực lượng chúng ta đi ra quân Cần Thơ. Chính cả đều là theo ông gia cách mạng hầu hết 90%. Cho đó là được bao bọc với chú anh rất là chặt chẽ, không có gây thiệt hại lãnh đạo nào lớn. Do đó tổng tấn công mùa xuân năm 55 thành công tốt đẹp. Những hộ dân ở lân cận ấp Nhân Khánh, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đa phần là con cháu trong tộc họ Nguyễn, như ông Nguyễn Văn Xô và ông Nguyễn Hữu Phước, được sinh ra và lớn lên dưới bóng mát của giàn Gừa. Những câu chuyện ý nghĩa, những kỷ niệm về giàn Gừa được hai ông gìn giữ và lưu truyền từ những đời trước. Trong cái giàn Gừa này trước thì có xe trồng chỉ có một cây à, rồi tự phát tán, tự nhánh nhân ra tới đâu thì bấm rễ tới đó phát triển lên. Nói chung báo là cây Gừa này cái cây gì cũng phải có cái gốc, nhưng mà vừa qua cái cây đã nó chết rồi. Nếu mà cái gốc cái còn sống thì khoảng chừng 4-5 người ôm cái giáp thì là lâu đời cả trăm mấy năm rồi. Tại sao mà đặt giàn Gừa? Bởi vì nó thấy bò ra cũng như một cái vàng, tuy cái cây như một cái giàn Gừa này có liên kết với cái kia, nó là coi sức mạnh. Chứ trước giờ bò tới đâu thì đất chung quanh cũng của con cháu cả đó, ai muốn đốn đốn, mà không ai đứng cho, mà không ai đốn đó, là không ai dám đốn ở đó. Một cái vấn đề là kỳ diệu. Những năm nay tán giàn Gừa càng trương trọng, chiếm diện tích khoảng từ 4-5.000 m², cành lá đang xen mang vẻ đẹp quan sơ độc đáo, được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào ngày 5 tháng 4 năm 2013. Hàng năm cứ đến ngày 28 tháng 2 âm lịch, ở đây tổ chức nhiều hoạt động để tưởng nhớ và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống di tích giàn Gừa.